sẽ trả cho. Đúng rồi các bạn ạ. Hôm dưới đây tình sáng này xong thì các bạn này con ra lớp bức tường xong cửa vào. Đúng thế. Bây giờ nhưng mà mình cứ để ở bên ban quản lý người ta nhắc nhở tao. À vâng. Không nếu không người tao gọi một cú điện thoại đến hết bác thì tao tao trả. Không còn phải trả nữa. Hiện tại mình đang đứng ở trên đường Lê Trọng Tấn, đoạn chạy qua khu C của khu đô thị Lê Trọng Tấn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn quay trở lại với một cái khu thuộc khu D của khu đô thị Lê Trọng Tấn để chúng ta kiểm tra lại cái giá bất động sản của cái khu này. Trước đây thì mình cũng đã từng review 2 lần cái giá bất động sản cho các bạn rồi. Vào khoảng tháng 5 năm trước thì giá bất động sản của khu đô thị Lê Trọng Tấn này nó khoảng 6 tỷ đồng một căn ở cái khu D. Nhưng cách đây khoảng độ 3 tháng thì nó đã lên khoảng độ gần 10 tỷ, nó khoảng 9 tỷ rưỡi. Nhưng hiện tại bây giờ thì giá đã tụt xuống còn khoảng độ 8 tỷ 2 đến 8 tỷ rưỡi một căn 85-86 mét vuông, đã bao gồm 4 tầng xây thô full diện tích. Đấy, ở bên tay phải của tôi là hạ tầng của khu D, khu đô thị Lê Trọng Tấn. Còn bên tay trái của tôi thì là hạ tầng của khu C, khu đô thị Lê Trọng Tấn. Trục đường Lê Trọng Tấn này là trục đường vành đai 3.5 kết nối giao thông từ huyện Hoài Đức kết nối với huyện Thanh Oai rồi là Hà Đông. Nhưng mà do có cái nút thắt giao với đường đại lộ Thăng Long nên đường Lê Trọng Tấn này hiện tại chỉ lưu thông từ đường gom của đại lộ Thăng Long chạy thẳng về khu Ba La rồi các cái khu vực, các cái phường của Hà Đông. Hệ số sử dụng đất có nghĩa là người về đây ở trong khu đô thị này thì cũng còn khá là thấp, chỉ khoảng 10 đến 20% thôi. Chúng ta đi đường chúng ta có thể thấy là những cái căn shop house thì cũng có mật độ sử dụng chỉ khoảng độ 20-30% thôi. Còn cơ bản là còn đang để không. Đại đa số những người về đây người ta thuê mặt bằng để người ta làm kinh doanh thôi, chứ tỷ lệ ở thì còn thấp hơn rất là nhiều. Như mình đã nói trước đấy, người ăn chẳng hết, người lần không ra. Tài sản đang đổ về người giàu rất là nhiều. Người đã giàu thì người ta lại càng giàu. Một mình người ta có thể sở hữu 5, 10 hay là rất nhiều bất động sản khác, khiến người ta ở không hết. Nghĩa là người ta chỉ ở được một bất động sản thôi, còn lại các bất động sản khác là để không hoặc là cho thuê. Nhưng với những bất động sản này thì trong vòng 5 năm vừa qua thì giá trị tăng giá vốn của các bất động sản này vẫn đạt được khoảng 30-50% trong 5 năm vừa qua. Ở đây trong cái đường gom, cuối đường gom này mới có một cái cây xăng rất là tuyệt vời. Thì toàn bộ dọc cái trục đường Lê Trọng Tấn này về tận khu Hà Đông có rất ít cây xăng, nên dẫn mỗi lần đổ xăng thì lại phải đi dọc theo cái đường gọi là đường Tây Mỗ đấy, đường 70 ấy, thì mới đổ được xăng. Thì mình đang rẽ vào khu này để vào cái khu D47 của khu D, khu đô thị Lê Trọng Tấn. Ở trong này thì tỷ lệ người dân vào ở là nhiều hơn. Đấy, trong cái dãy D47 và nơi mình có một cái kho hàng ở đấy thì mình thấy là tỷ lệ người dân vào ở phải đến khoảng độ 50% rồi. Đường vào thì nó hơi lắt léo một chút bởi vì là đi men theo cái đường gọi là đường vành đai, đường ven của khu D. Đấy. Phía bên tay trái của chúng ta là khu dân cư rồi. Có một số các cái biệt thự cũng được khai thác sử dụng. Ở bên trong này thì đúng là không gian rất là yên tĩnh và trong lành. Đấy. Trước mắt chúng ta là khu D47 của khu đô thị Lê Trọng Tấn. Ở đây thì mỗi căn liền kề có diện tích là 85 đến 90 mét vuông.
cây cối rất xanh tươi và phía mặt trước là khu công viên, đoạn tiếp giáp với các khu vực dân cư nên cũng khá là thoáng. Nếu mà chúng ta mua bất động sản mục đích chỉ để ở thì mình nghĩ là vào trong đây ở ok hơn, đỡ bụi bẩn hơn rất là nhiều, không khí trong lành và có mặt thoáng. Mặt dãy này thì là quay hướng nam, là cũng rất là mát. Đấy, ở đây nó có cái khoảng không, có một cái sân vui chơi giải trí và cây xanh tách biệt với khu dân cư. Tỷ lệ người vào ở trong một năm qua là vào cái khu vực này ở cũng khá là đông. Đây có một ngay căn bên cạnh này họ đang là chúng ta xem cái người quản lý về mặt bằng ở đây, người ta quản lý các cái đội thợ xây dựng như thế nào nhá. Người ta làm rất là chặt vì nó bảo vệ cho những người về đây đã ở rồi. Bao giờ mà cho anh em đóng cái vào? Các bạn là bây giờ nó cho vào đấy. Mình qua cái tường dưới xong rồi nó cho vào. Thế bây giờ khoe để tao gọi xe cho thử đi. Tao mất bao tiền tao sẽ trả cho. Đúng rồi các bạn này. Anh dưới đã chuẩn bị sáng ngày xong. Thì các bạn này con ra lỗ cái tường xong nó sửa vào. Đúng thế. Bây giờ nhưng mà cứ để bên ban quản lý người ta nhắc nhở tao. À, vâng. Không, nếu không có tao gọi một cú điện thoại đến giờ hết bác thì tao tắt cả, không còn lời trả nữa. Chú nói là đúng, bởi vì chú nói là bên trên đè chú là đúng. Chú cái này là sạch, cái này sạch là chung, lỗi là vậy. Giữ đúng là chung cho tất cả dãy nhà này, bên dãy này nó đều sạch chung, không để cái này được, nhắc lâu quá rồi. Bảo rằng hôm sau tôi khô lời ra để cho vào. Đổ hôm trước tao bảo thôi hãy đóng cửa xuống để mai nó cứng này xong rồi cho vào cho nó đàng hoàng. Cho mày đến mai rồi lại, đến mai này nên xong mày tỉnh. Cái này con biết ra xong cái tỉnh thì xong. Các bạn thôi để con lỗi tí cho nó đạt vào hoàng mà. Biết rồi, nhưng bây giờ đừng để như ngay nữa. Ban quản lý người ta cứ nhắc đến bên an ninh. Bây giờ ý là bây giờ con xong rồi bên vệ sinh người ta kêu ra. An ninh tại sao không nhắc nhiều cho người ta dọn vậy? Thế là ảnh hưởng tất cả. Đúng rồi, chú không nghĩ gì nhưng mà chú nói là đúng. Chú nói là đúng. Tao biết là lên vừa đủ xong thì bao giờ phải để cho nó cứng này đã mình mới cho vào được. Chứ mình không cho vào ngay được, cho vào ngay nó lát nhưng nhẹ thì vào làm sao được. Xong hỏng lên của mọi nhà. Cứng lên xong rồi mày không cho vào hết, nó mày lần khớp để hôm qua như vậy một cái xe chở đi vào được. Lúc chở xe cạnh mới biết lật nghe đấy. Mẹ không chết người, mẹ chết người mấy bọn nó mày tao đè chúng mày còn chết nữa. Cho anh em chuyển vào. Đấy, cho anh em chuyển vào đi. Cho nó sạch sẽ. Mình làm nó phải cho nó ấy, chứ đừng để nói nhiều. Bây giờ tao mà bên ban quản lý mà tao chỉ gọi cú điện thoại sang nó chở đi. Hết bao giờ tao trả cho. Rất trách nhiệm. Đúng không ạ? Trách nhiệm thế nên mình làm có phải cho nó gọn gàng, cho nó chuẩn chỉ đi, đã nhường lại cho để lại một hôm rồi. Vâng. Cho nó sạch sẽ. Không phải là người ta giúp gì đâu. Tôi gọi cú điện thoại ra nó cho xe, mẹ xẻ nó xúc, không còn gì nữa. Vâng. Sạch sẽ lắm, ở đây hạ tầng ấy, các bác quản lý sạch sẽ. Không phải để quản lý sạch sẽ xong rồi Tuyến ơi. Xong những cái cốt pha này của thợ xây nữa là còn cái gì đây, dọn dẹp tốt đi nhá. Ở cửa căn 17 này. Không dọn đi là không được đâu.